Nếu bạn đang lên kế hoạch du lịch ở Singapore, thì sẽ có rất nhiều lựa chọn hấp dẫn cho bạn ngoài việc đi mua sắm. Chúng tôi sẽ đưa ra cho bạn một vài gợi ý hay giúp bạn tận hưởng hoàn hảo chuyến đi của mình. Hãy bắt đầu bằng một số điều cấm kỵ ở Singapore như không khạc nhổ, không vứt rác bừa bãi và không mang theo kẹo cao su. Đó là lý do tại sao Singapore lại sạch và đẹp đến vậy. Và chắc chắn, bạn cũng không cần phải kiểm tra việc tuân thủ luật pháp của người dân Singapore khi nhìn thấy quang cảnh trên đường phố. Tiếp đó, chúng ta sẽ nói đến thời tiết ở Singapore. Nằm ở gần xích đạo nên thời tiết của Singapore hầu như nóng bức và ẩm ướt quanh năm. Vì vậy, hãy nhớ mang theo quần áo mùa hè và những chai nước. Còn nữa, đừng quên mang theo ô, đó là vật dụng cần thiết cho bạn hàng ngày. Nếu bạn có trẻ em trong chuyến đi của mình, thì chắc chắn bạn sẽ có rất nhiều điểm du lịch để đưa gia đình đến đó, như công viên chim, thiên đường giải trí Universal Studios, thế giới hải dương học hay nhiều nơi tuyệt vời khác nữa. Cách giúp bạn có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc là phải lên kế hoạch trước về địa điểm mà bạn sẽ đến. Một gợi ý hay là bạn hãy đến những nhà hàng và quán bar đặc biệt hay những điểm có đông khách ghé thăm và kinh doanh phát đạt. Nhiều tài xế taxi sẽ chỉ dẫn bằng tiếng Anh cho bạn rất nhiều địa điểm và chắc chắn sẽ có nhiều lựa chọn tương đương vì đó đều là nơi tập trung nhiều người nhất. Với không khí luôn tấp nập ở những nơi vui chơi, mua sắm hay nhà hàng, Singapore là một trong những nơi đắt đỏ nhất và có cảnh tượng không gian đô thị đẹp nhất. Nếu ngân sách của bạn còn hạn hẹp thì vẫn có rất nhiều nơi bạn có thể ghé thăm. Đó đều là những điểm có tầm nhìn tuyệt vời xuống thành phố như đu quay lớn, sàn cát trên mặt nước, các đỉnh tòa tháp và nhiều nơi khác nữa. Chắc chắn bạn sẽ không hối hận khi đến Singapore.